Đà Nẵng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 12 giờ ngày 14 tháng 11 cho đến khi có thông báo mới để phòng chống bão số 13. Công an thành phố chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại tới những vị trí nguy hiểm, ngập sâu trên các tuyến giao thông, cầu đường quan trọng bắt đầu từ 12 giờ ngày 14 tháng 11. Chiếc xe bán tải chạy với tốc độ cao bất ngờ mất lái, cây nát giải phân cách, lao sang làn đường ngược lại, lật ngửa, nổ bung túi khí. Vụ việc xảy ra vào 13 giờ trưa nay 13 tháng 11 trên đường mùng 3 tháng 2 thành phố Thái Nguyên. Theo đó, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe bán tải mang biển kiểm soát 97C01741 do người đàn ông điều khiển chạy theo hướng đi về thành phố Thái Nguyên khi đi đến đoạn gần hồ nước Tích Lương, bất ngờ đâm vào giải phân cách lao sang làn đường ngược lại. Hậu quả chiếc xe bị hư hỏng nặng, 5 mét giải phân cách bị cày nát, rất may tài xế chỉ bị thương nhẹ. Sau vụ xe buýt tuyến 51 chạy lấn làn vượt đèn đỏ trong giờ cao điểm giữa trung tâm Hà Nội, tài xế bị tạm đình chỉ lái xe trong thời gian chờ xử lý theo quy định. Vụ việc xảy ra vào lúc 16h30 ngày 11 tháng 11 tại nút giao thông Trung Hòa - Trung Yên ba hướng đi Trần Kim Xuyến. Và tài xế điều khiển xe buýt chạy lấn làn ngược chiều là tài xế Nguyễn Đăng Tuyến. Tài xế đã điều khiển xe buýt chạy lấn làn ngược chiều và vượt đèn đỏ do phần đường dành cho ô tô bị ùn tắc. Công ty cổ phần xe khách Hà Nội cho biết, ngay sau khi xác minh vụ việc, đơn vị đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với lái xe Nguyễn Đăng Tuyến, đồng thời yêu cầu bộ phận thanh kiểm tra phải xử lý nghiêm tài xế theo nội dung hợp đồng đã ký kết. Khoảng 3 giờ 30 phút sáng nay 13 tháng 11, chiếc xe chở rác của công ty môi trường Minh Quân phụ trách trên địa bàn quận Nam Từ Liêm bất ngờ bị nổ hai lốp bên phải, lật úp trên cầu Nhật Tân. Cụ thể, chiếc xe chở rác của công ty môi trường Minh Quân lưu thông trên cầu Nhật Tân hướng về huyện Đông Anh bất ngờ nổ hai lốp bên phải. Vụ tai nạn bất ngờ đã khiến xe chở rác bị hất văng ra, lật úp trên cầu, hậu quả khiến lái và phụ xe chở rác bị thương. Toàn bộ rác thải trên thùng xe đổ xuống đường vương vãi khắp khu vực tai nạn, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến hoạt động di chuyển của các phương tiện. Tài xế container phát hiện hai chiếc xe đối diện lấn làn đi ngược chiều nên đã nhất quyết trừng trị, buộc xe đi sai làn phải đi đúng phần đường của mình. Sự việc được camera hành trình của người tài xế container trên một tuyến đường tại thành phố Nam Định ghi lại. Thời điểm đó đúng vào giờ tan tầm, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông khá đông đúc. Qua camera, hai chiếc xe ô tô đã cố tình lấn sang làn đường ngược chiều để vượt qua đoạn đường trên. Thấy hai chiếc xe ô tô cố tình lấn làn, người tài xế container nhất quyết không chịu nhường đường cho cái sai, buộc xe ô tô phải quay lại đúng làn đường của mình. Sau khi clip được đăng tải lên mạng xã hội, hành động dứt khoát của tài xế container đã nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng mạng. Thưa quý vị, huyện toàn tỉnh Kon Tum còn 3 tuyến đường đang bị ách tắc do sạt lở là đường Trường Sơn Đông, tỉnh lộ 673, 676. Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Kon Tum cho biết đang khẩn trương đưa phương tiện, máy móc vào các khu vực sạt lở trên các tuyến đường để xử lý, dọn dẹp đất đá, sớm thông đường cho các phương tiện vận chuyển qua lại. Đối với hai tuyến tỉnh lộ là 673 và 676, các đơn vị quản lý xây dựng giao thông trên dự kiến khắc phục trong ngày 12 tháng 11. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, khu vực hai tuyến đường này đi qua tiếp tục có mưa lớn, khiến nhiều vị trí mới bị sạt lở. Lực lượng chức năng đang khẩn trương đưa phương tiện vào các vị trí sạt lở để san ủi, dự kiến thông tuyến trong ngày 13 tháng 11. Đối với tuyến đường Trường Sơn Đông, do điều kiện địa hình phức tạp, đi qua nhiều khu vực đồi núi, dễ sạt lở, nên trong ngày 12 tháng 11 đã có nhiều vị trí bị sạt lở. Vào khoảng 17 giờ ngày 12 tháng 11, một lượng đất đá lớn với khối lượng hàng trăm tấn đã bị sạt lở, đổ trực tiếp xuống mặt đường tại km 202+100, khiến giao thông bị ách tắc hoàn toàn. May mắn, thời điểm xảy ra vụ việc không có phương tiện qua lại nên không xảy ra thiệt hại về người. Sau những đợt mưa lũ vừa qua, nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt. Điều đáng nói là sạt lở đất đã tiến sát đến nhà dân, đe dọa trực tiếp đến nhà cửa và tính mạng của bà con. Không có đường đi, hàng trăm hộ dân đang phải liều mình đi qua các tuyến đường sạt lở, bất chấp hiểm nguy đang rình rập. Đây là tuyến đường độc đạo, nối các thôn trên địa bàn xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ. Hiện toàn bộ mặt đường đã bị nước lũ cuốn trôi, gây sạt lở hơn 500 mét. Chỉ còn một vài mét nữa là sạt lở đất sẽ tiến sát nhà dân, khiến bà con đêm ngày thấp thỏm lo âu. Cuộc sống của người dân đây hầu như là phụ thuộc vào chợ đấy, chợ buổi các hàng mặt hàng làm ra là đều qua chợ thông thương đi qua lại đây. Nhưng mà từ khi bị mấy cơn bão liên tục làm sạt lở như vậy, bị ách tắc không đi lại được. Do đó là toàn bộ các cái mặt hàng hoặc là cuộc sống của dân rất khó khăn. Tuyến đường này vừa đóng vai trò là đường giao thông, vừa là tuyến đê phòng hộ. Không có đường, người dân đành liều mình đi qua những đoạn đường sạt lở này, bất chấp nguy hiểm đang rình rập.
Hiện trên địa bàn huyện Đức Thọ có trên 135 km đường dọc các tuyến sông bị sạt lở nghiêm trọng. Bà con giờ không có đi là cứ đi theo những cái men lối này rất là nguy hiểm. Nhà em đi qua đây cũng không dám đi ạ. Nhưng mà giờ bà con đi lối xóm cả cái làng này giờ không có đường đi cũng phải đi theo cái men cái đường này để mà đi ạ. Huyện đang tập trung để khắc phục những cái khó khăn để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại để khỏi ảnh hưởng đến cái cuộc sống và sinh hoạt của người dân trong thời gian tới. Hà Tĩnh là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do sạt lở đất. Nhiều tuyến đường dọc các bờ sông đã bị nước lũ cuốn trôi. Đặc biệt một số tuyến đường trọng điểm như quốc lộ 1A, quốc lộ 15, quốc lộ 8 cũng đã bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng. Đối với Hà Tĩnh thì nhiều công trình là vừa mưa lũ cho nên là hư hỏng tương đối nhiều. Vì vậy mà khó khăn lớn nhất hiện nay là cái nguồn kinh phí để khắc phục. Cho đó cho nên là chúng tôi cũng đã là tham mưu cấp các ngành để rồi thống kê các cái thiệt hại đối với, đặc biệt là đối với các cái công trình cấp bách và mất an toàn để rồi có cái giải pháp để khắc phục, mà cũng mong muốn là các cấp các ngành để có cái hỗ trợ nguồn kinh phí để giúp cho Hà Tĩnh để là khẩn trương khắc phục các cái công trình hư giao thông hư hỏng để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại. Hiện các địa phương đang tạm thời sử dụng biện pháp thủ công để gia cố các tuyến đường nhằm ngăn chặn tình trạng sạt lở đất, xói mòn. Tuy nhiên nếu tình trạng này không được khắc phục triệt để thì rất có thể một vài đợt mưa lũ tới, các tuyến đường giao thông ở đây sẽ còn bị sạt lở nghiêm trọng hơn nữa. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện trên địa bàn thành phố có 8 điểm đen tai nạn giao thông. Và tính đến thời điểm hiện tại đã giảm được 8 số điểm đen về tai nạn giao thông so với thời kỳ năm 2018. Riêng về ùn tắc giao thông, thành phố còn 22 điểm, trong đó có 4 điểm chuyển biến tốt, 12 điểm có chuyển biến nhưng tình hình giao thông còn phức tạp và 6 điểm không chuyển biến là đường Nguyễn Tất Thành, giao lộ Cộng Hòa, Hoàng Hoa Thám, đường Trường Chinh, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng. Để kéo giảm ùn tắc giao thông trong thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục triển khai nhiều giải pháp như phân luồng giao thông khu vực trung tâm thành phố, điều chỉnh hoạt động của hệ thống đèn tín hiệu giao thông một cách linh hoạt thông qua hệ thống camera quan sát, đề xuất tổ chức hợp lý các khu vực cầm cầu trên địa bàn thành phố. Đồng thời xây dựng đề án hạn chế xe tải hoạt động ban ngày khu vực trung tâm thành phố, nghiên cứu đề xuất phương án điều chỉnh tổ chức lưu thông hai chiều xe ô tô trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 6 giờ đối với các tuyến đường hiện đang tổ chức một chiều xe ô tô lưu thông 24/24 giờ. Rà soát và đề xuất phương án hạn chế ô tô khách trên 16 chỗ lưu thông và lắp đặt biển báo cấm dừng đỗ trên một số tuyến đường có tình hình giao thông phức tạp. Thưa quý vị, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, thông tin Bộ Giao thông Vận tải có văn bản đề nghị Bộ Công an tiếp nhận 20.000 thanh tra giao thông là không đúng và số liệu về thanh tra giao thông đưa ra cũng không chính xác. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, nếu tính 63 tỉnh, thành phố trên cả nước và các cục chuyên ngành của Bộ Giao thông Vận tải, thì số lượng thanh tra giao thông chỉ khoảng 3.200 người, không phải 20.000 người như thông tin đưa ra tại phiên họp ở Tổ Quốc hội vừa qua. Việc tới đây khi có luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông, có thể không còn lực lượng thanh tra giao thông làm nhiệm vụ trên đường. Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ cho biết, trong lần sửa luật này, Bộ Giao thông Vận tải dự thảo sẽ phân công lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra giao thông cho phù hợp với vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải về giao thông đường bộ, không chồng chéo, trùng lặp với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông nếu luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông được Quốc hội thông qua. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng cho hay, trong trường hợp Quốc hội chấp thuận theo đề xuất của Bộ Công an thì lực lượng thanh tra giao thông vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong đó sẽ thanh tra bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe, bảo vệ công trình giao thông, tức đảm nhiệm giao thông tỉnh. Chưa kể thanh tra còn đảm nhận nhiệm vụ ở lĩnh vực khác như đường thủy, đường sắt. Vậy nên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẳng định lực lượng thanh tra giao thông rất nhiều việc, không thể thiếu lực lượng thanh tra giao thông. Để đạt tiến độ ga trung tâm Bến Thành, tuyến Metro số 1 Bến Thành, Suối Tiên, 1.000 kỹ sư công nhân của nhà thầu thi công đã làm xuyên ngày đêm. Hiện nay, tiến độ thi công gói thầu CP1A đạt 79%, dự kiến giữa tháng 12, một phần nhà ga S1, S12 sẽ được hoàn thiện phần xây dựng kết cấu. Khu vực này đang được nhà thầu triển khai công tác hoàn thiện kiến trúc và lắp đặt hệ thống cơ điện. Dự kiến đầu tháng 12, các đơn vị sẽ tiến hành thi công kiến trúc cơ điện. Ngoài ra, còn có các hạng mục khác cũng đang được tích cực triển khai như là lối ra vào, tháp thông gió. Bên cạnh đó, các đơn vị thi công cũng đang tích cực triển khai hạng mục hầm đào hở Lê Lợi. Đây là một hạng mục công trình lớn, có kết cấu phức tạp, là đoạn chuyển tiếp từ đi song song phía nhà ga Bến Thành chuyển tiếp thành hai đoạn hầm,
đi trên dưới kết nối ga nhà hát thành phố. Hạng mục đang được khẩn trương triển khai thi công 24 trên 24 giờ, với tổng số công nhân khoảng 240 người, trong đó 200 người ca ngày và 40 người ca đêm. Dự kiến hạng mục sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2021 cùng với nhà ga Bến Thành. Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, từ ngày 23 tháng 11, công ty chính thức khởi động chương trình khuyến mại giảm 50% giá vé cho 14.216 vé tàu trên các tuyến. Đối với các mác tàu thống nhất tuyến Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội Vinh, Hà Nội Lào Cai, Hà Nội Hải Phòng chạy trong khoảng thời gian từ 23 tháng 11 đến ngày 30 tháng 12 năm 2020, công ty dành tổng cộng 14.216 vé giảm giá 50% chia đều cho các ngày trong tuần. Sau khi giảm giá, giá tàu từ Hà Nội Hải Phòng chỉ từ 33.000 đồng một vé, tàu Hà Nội Vinh chỉ từ 82.000 đồng một vé, tàu Hà Nội Lào Cai chỉ từ 130.000 đồng một vé. Đặc biệt, giá vé tàu Hà Nội Sài Gòn và ngược lại chỉ từ 424.000 đồng một vé. Hành khách chỉ được hưởng mức giảm này khi mua vé trước ngày tàu chạy 3 ngày. Hành khách có thể mua vé tàu khuyến mãi giảm giá tại ga đi tàu, mua vé qua các đại lý bán vé tàu hỏa, qua tổng đài bán vé và chăm sóc khách hàng 1900 0109, qua các website đườngsatvietnam.vn, vétauonline.vn, qua các ứng dụng Momo, Vimo, VNPay, ViettelPay. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 3 năm 2021, chủ phương tiện có thể ngồi nhà để đăng ký xe qua mạng Internet, qua website của Cục Cảnh sát Giao thông mà không cần phải đến cơ sở đăng ký, giúp chủ xe tiết kiệm thời gian khi làm thủ tục đăng ký xe. Vậy cụ thể, việc này sẽ được thực hiện như thế nào? Liệu có vướng mắc gì cần giải quyết trước khi áp dụng trong thực tế hay không? Cuộc trao đổi giữa phóng viên VTC14 với Trung tá Phạm Việt Công, trưởng phòng hướng dẫn đăng ký và kiểm định phương tiện Cục Cảnh sát Giao thông sẽ khép lại bản tin giao thông an toàn của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn ông về buổi phỏng vấn với truyền hình VTC14 ạ. Thưa ông ạ, thực tế hình thức đăng ký xe trực tuyến với Internet đã có từ năm 2017 và áp dụng thí điểm ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ít người dân sử dụng dịch vụ này. Với cái thông tư 585/2020 của Bộ Công an được thực hiện rộng rãi trên toàn quốc kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2021. Vậy ông cho biết những cái điểm mới quy định này sẽ đi vào thực tiễn vào thời gian tới như thế nào? Đối với năm 2017 thì thực ra lúc đấy thì chúng ta mới chỉ đặt vị trí ban đầu, tức là thí điểm ở hai địa bàn thành phố lớn. Cái thứ hai nữa là hồ sơ dữ liệu điện tử lúc đó thì cũng chưa có, mà chủ yếu vẫn là hồ sơ giấy. Và thứ ba nữa thì người dân khi mà đăng, ví dụ trước đây 2017 mà đăng ký trên cái gọi là đăng ký online ấy, nhưng vẫn phải cung cấp các cái hồ sơ giấy đối với các cái tài liệu liên quan, ví dụ như là cái chức bạ và các cái giấy tờ liên quan hóa đơn kiểm định xe. Tuy nhiên thì theo cái xu thế mới là điện tử hóa các cái dữ liệu, thì nếu đầy đủ được điện tử hóa thì sẽ giảm bớt rất nhiều cái công đoạn chúng ta trực tiếp khi mà xây dựng cái gọi là cái giao tiếp tương tác giữa người dân và cơ quan đăng ký xe, thì sẽ tính làm sao để đảm bảo cái việc truy cập và giải quyết những thủ tục trên mạng nó hợp lý nhất. Mà thực tiễn thì Bộ Công an đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện việc đăng ký trên cổng dịch vụ công đối với cái lệ phí chiếc bạ điện tử và hồ sơ hải quan điện tử, thì cơ bản người dân lúc đầu thì cũng rất là bỡ ngỡ và khó khăn, nhưng tuy nhiên khi mà được sự hướng dẫn rất là cụ thể về quy trình, và sau này Bộ Công an sẽ xây dựng các quy trình điện tử hóa bằng hình ảnh rất là minh họa, rất là thuận tiện cho người dân, thì đồng thời với cái việc ứng dụng khoa công nghệ của cơ quan chức năng cũng như là người dân, thì chắc chắn là cái quy trình này cũng sẽ thực hiện tốt và rất dễ để thao tác được.